MLMS Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh YouTube của MLMS Bình Dương nha. Bà xã, em đi hấp hương nha. Anh đi chỗ khác đây. Anh đi qua mộ của bác Hồ. Bữa nay mình cũng buổi sáng mình rảnh chút thời gian nè, mình ra bên bác Hồ mình vệ sinh ha. Thì cái khăn nó cũng còn ít nè, em lấy em ít xíu qua bên thì vừa đủ nè. Nói chung là cái hộp khăn giấy này cũng còn ít à, không có nhiều. Thì mình làm hết đem qua bên bác Hộ với cái thằng với cô đó để lau mấy cái chụp đèn lại. Với lại chăm anh dầu coi coi dầu vườn nó bị lưng gì hay không thì mình chăm. Bây giờ mình nó xin phép để cái điện thoại ở dưới đây. Chắc là khán giả đến viếng cũng sẽ ít hơn thứ hai mà, cho nên mình sẽ có buổi sáng thì cũng nhín ra chút thời gian để mình qua mình dọn dẹp bên bác Hồ. Mộ của bác Ngộ thì được bên phía Hoa Viên tặng 100% cái tiền nguyệt mộ luôn. Cái phần chụp đèn này nó bây giờ nhiều nó cũng khó tắt. Thank you.
làn nhang nó rụng trên cái bàn này. Mấy hôm trước thì người nhà mà của bác họ cũng có đến và cũng qua viếng một năm, thì 15 Tết cũng như các anh em cũng dặn dò, cũng được cô dặn dò là nhờ mấy anh em có gì trong hộp hộ của bác vậy. Thì đối với bác Ngộ, bác là một trong những cái người viết thư tay xuyên hai thế kỷ rất là đặc biệt nha, thế kỷ thứ 20 và thế kỷ thứ 21. Hai cái đèn này hết cạn rồi. Nói chung là bác đã đạt được ba cái kỷ lục, hình như là ba kỷ lục ở trên cái trang Wikipedia gì đó, người ta có ghi rất là rõ cái kỷ lục mà bác đã được công nhận ha, là người viết thư tình xuyên hai thế kỷ nè. Cái đèn này là của chị Hồng Ngọc. Chị dành là chị Hồng Ngọc là một trong những cái người mà rất là yêu quý cậu Năm luôn. Thì chị thấy từ lúc ban đầu chị thấy mộ của bác Ngộ thì không có những cái tràng hoa, thì chị đặt mua những cái tràng hoa rồi đặt mua những cái lư hương tách trà nè, bình bông nè, rồi đến cả những cái cây đèn cho nó ấm. Thì hôm trước người nhà của bác Ngộ lên thì 15 có kể cho gia đình bác Ngộ nghe, thì gia đình của bác Ngộ rất là cảm động luôn.
chị Hồng Ngọc thì chị bỏ công, chị bỏ bỏ tiền, các anh em YouTube thì bỏ công ra để giúp cho bà họ có một cái ngôi mộ ấm áp nhất. Đặc biệt là hai cái cây hoa hồng ở trên đầu mộ của bác Hồ là nó không bị con nai nó ăn, mở ra vẫn lá rắn vẫn rất là tươi nha. Có vẻ như là hoa hồng chịu mát, ở trong mát cho nên tươi lên, cũng như là không bị miếng nai nó phá nó cắn. Ở đây thì có cái giò nước kế bên ha, kế bên mộ của bác Ngọc có giò nước. Ồ, ở bên mộ của bác Kiên Giang thì 15x có thấy có một cái cây mai, cái cây mai và một cái cây seri sang đường. Ở bên mình còn nước không bà xã? Em lấy giùm anh ra nước nha. Bây giờ 15x đốt rồi.
lại cho tôi nghe. Rồi em chăm nước cho bác cậu luôn đi. Cái em đốt nha. Em chăm nước cho bác cậu luôn đi, cái em đốt nha. Anh mới đốt cho bác nè. Nãy giờ anh cũng chăm dầu, lau bàn. Rồi đốt nha, 24 giờ nói chung là cái công việc đơn giản. Một tí xíu là xong. Mình cũng quen với công việc rồi. Làm ở một con năm năm tháng sáu tháng thì có một cái sự quen thuộc á. Ở đây mấy cái đèn ly này hết mình bỏ. Cái đèn kệ ly. Không biết ai đi tưới nước đây ha. Có phanh nhang 24 giờ nó bị đặt rồi là mới tốt lắm. Cái gì vậy bạn? Trời, con đốt nhang bự dữ ha. Ê, có khi nào cây mía này móng lên luôn mà tặng vậy luôn hả? À vậy biết đâu nó mọc luôn sao? Ê hình như nó mọc rồi nè, mọc rồi đúng rồi. Không nhú hả? Khả năng sẽ từng lễ nữa là chỗ này mọc nè, chỗ này nè. Thì mình lấy mình cầm chỗ khác. Rồi đến đây thì 15 phút mình vô cùng xin khép lại video này ha. Cảm ơn tất cả quý cô chú quý anh chị rất nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú quý anh chị xem video được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 phút mình vô ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Em lá hấp cho mộ của bác Kiên Giang với bác Sơn Nam luôn nha.